Cô chào tất cả các em, các em thân mến. À, bài giảng ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em phần thực hành tiếng Việt, chữ quốc ngữ chương trình ngữ văn lớp 9, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. À, trong bài 3 này thì chúng ta có hai phần thực hành tiếng Việt rất là mới lạ và phần thực hành tiếng Việt này mới đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 thôi còn các bạn mà à, học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ ấy, thì sẽ không được học về đơn vị kiến thức về chữ quốc ngữ và à, chữ nôm thì trong video lần trước trong phần thực hành tiếng Việt thì cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu về chữ nôm rồi hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tiếp tục tìm hiểu về chữ quốc ngữ một trong những đặc trưng rất cơ bản hay còn gọi là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Và trước khi vào phần tìm hiểu thì cô có một chút khởi động, một cái trò chơi gọi là đuổi hình bắt chữ để chúng ta cũng thấy được cái sự linh hoạt trong cái tư duy cũng như là chúng ta sẽ thấy được là xung quanh chúng ta thì cuộc sống cũng rất là đa dạng và phong phú. Đây, kem có thể thấy. Đuổi hình bắt chữ, nhìn hình à, ảnh để đoán tên. Đây là tỉnh thành nào? Kem nhìn thấy ở đây có một con một chú vật đúng không đây chính là con hà mã đáp án đó là hà nội em ạ con hà mã và một bên là bà nội câu hỏi tiếp theo đây là tỉnh thành nào câu hỏi của cô hôm nay liên quan đến các tỉnh thành kem nhé em nhìn thấy à, anh dương lâm đúng nhỉ và chắc chắn đây chính là lâm đồng một bên là cánh đồng đây là tỉnh thành nào em có nhận ra ai đây không À, đó chính là Kiên Giang. Tiếp theo tỉnh thành nào đây? Các em thử suy nghĩ xem nào. Bình Định các em ạ. Bình Định, một bên là cái đinh và có giống nặng và một bên là cái bình. Đó. Câu này chắc là dễ rồi. Câu này chắc là dễ đối với các em rồi. À, đó là Đắk lắc Một bên lắc vòng đấy, em bé đang lắc vòng phải không? Tiếp À đây chính đáp án đó là Hải Dương. Các em thấy đây là tỉnh thành nào đây? À đáp án cuối cùng là Bến Tre. Như vậy thì à, một số những cái hình ảnh vừa rồi chính là giúp cho chúng ta đi có một cái vòng du lịch đi vòng quanh gần như là vòng quanh đất nước một chút từ miền Bắc vào đến miền Trung và vào đến miền Nam. Các cái địa danh đó cái địa danh đó đấy cũng chính là nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn, nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Và nó phù hợp với chủ đề đó là Hồ nước Nam nằm trong tiếng mẹ cha. Chúng ta sẽ cùng đi vào bài học. Các em nhìn thấy là trên màn hình của cô ấy là đây là những chữ quốc ngữ giai đoạn manh nha, tức là giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu. Các em nhìn thấy cái chữ An Nam chẳng hạn đấy là giai đoạn đầu thì viết viết giống như thể là là tiếng anh bây giờ ấy, cũng không có dấu không cách thế và hiện tại bây giờ thì đã có dấu và cách ra rất là rõ ràng rồi hoặc là ông sãi thì viết là un sai tức là cái hồi cái giai đoạn bắt đầu ấy, thì bây giờ được viết là ông sãi đây chính là chữ quốc ngữ hiện nay thế còn thì à, những cái chữ mà không có dấu ấy, thì đó chính là chữ quốc ngữ trong giai đoạn manh nha tức là mới bắt đầu xuất hiện Thế vậy lịch sử hình thành chữ quốc ngữ như thế nào? Chúng ta sang phần 1, sơ giản về chữ quốc ngữ. Đọc phần tri thức ưu văn và trả lời câu hỏi. Xác định nguồn gốc, mục đích sử dụng của chữ quốc ngữ. Thời điểm hình thành, các mốc thời gian quan trọng trong quá trình phát triển của chữ quốc ngữ. Những người có đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện phổ biến chữ quốc ngữ và đặc điểm của chữ quốc ngữ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi trả lời các câu hỏi này. Trong phần tri thức ngữ văn thì đã cung cấp cho chúng ta đầy đủ những nội dung câu hỏi mà cô đã à, đang yêu cầu các em trả lời. Nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Thứ nhất, chữ quốc ngữ là chữ viết dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt. Và chữ quốc ngữ được hình thành từ đầu thế kỷ thứ 17 gắn với quá trình truyền đạo Công giáo tại Việt Nam. Đến thế kỷ thứ 20 thì chữ quốc ngữ được phổ biến thay thế dần cho chữ Hán và chữ Nôm và từ năm 1945 đến, nay thì chữ quốc ngữ có vị thế là văn tự chính thức của quốc gia. À, hay nói khác là từ năm 45 đến nay thì chữ quốc ngữ chính là chữ viết à, là chữ viết chính thức của cả quốc gia. Những người có công lớn trong việc sáng tạo và hoàn thiện truyền bá chữ quốc ngữ phải kể đến đó là Francisco de, Pima hoặc là giáo sĩ Alexander Roth, Trương Vĩnh Ký, hay là Huỳnh tịnh của vân vân rất nhiều những người mà mà có công truyền bá chữ quốc ngữ hay còn gọi là truyền đạo ấy, để muốn truyền đạo được thì cần phải có chữ viết thế và đây là những người mà có công uh, truyền bá và uh, từ đó chữ quốc ngữ dần dần manh nha và dần dần hình thành về đặc điểm của chữ quốc ngữ chữ và âm cách đọc và cách viết có sự thống nhất chữ và âm này Cách đọc và cách viết có sự thống nhất Bởi thế mà chỉ cần học thuộc bảng chữ cái thôi Nắm được nguyên tắc ghép vần là có thể đọc được bất kỳ từ tiếng, các chữ nào Bất kỳ được các tiếng Chỉ cần học thuộc lòng bảng chữ cái Chúng ta thấy là thường là chúng ta có 24 bảng chữ, bảng chữ cái của chúng ta Có 24 chữ cái phải không Và chúng ta nắm được nguyên tắc ghép vần Và như vậy chúng ta có thể đọc được tất cả các tiếng Đấy là cái đặc điểm, cái ưu điểm rất là lớn của chữ quốc ngữ Chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video ngắn giới thiệu về cái quá trình hình thành, cái quá trình hình thành chữ quốc ngữ để chúng ta sẽ cảm nhận được là chữ quốc ngữ đã hình thành và phát triển như thế nào nhé. Thế kỷ thứ 17 thì chữ viết Việt Nam mới đánh dấu một bước đột phá, đó là sự ra đời của chữ quốc ngữ. Ở thời điểm này thì các giáo sĩ Kitô giáo là những người có trình độ học vấn cao được cho là tương đương với trình độ tiến sĩ, đã đến nước ta để truyền giáo. Bình thường khi các nhà truyền giáo đến đâu, họ sẽ phải thông thạo ngôn ngữ và phong tục tập quán của người bán xứ. Và với sự thông thái của mình, chỉ 3 năm sau, họ đã có thể soạn tài liệu giáo lý bằng chữ nôm. Thế nhưng lúc ấy, thì các nhà truyền giáo lại nhận ra một điều. Đó là đối tượng truyền giáo đa phần là nông dân, ngư dân, mà những người này thì thường không biết chữ, mà dạy chữ nôm cho họ thì lại phải mất rất nhiều năm vì nó khó học. Nếu mà truyền giáo bằng chữ nôm thì e rằng 100 người may ra chỉ được vài người là tiếp thu được. Chính vì vậy, họ quyết định sẽ sáng tạo ra một hệ thống chữ viết đơn giản và phù hợp với tiếng Việt nhất. Mục tiêu là dân thường cũng hiểu được chữ viết này. Họ đã tạo ra một hệ thống chữ viết với thời gian nhanh kỷ lục, đó là 32 năm. Từ năm 1617 cho đến năm 1649, sau khi có hệ thống chữ viết khá hoàn chỉnh, giáo sĩ Alexandri đã mang bản thảo từ điển Việt Bồ La rơi khỏi Việt Nam đến Roma để xuất bản. Chúng ta có thể xem đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời của chữ quốc ngữ Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1869, Phó Đề Đốc Marie đã ký nghị định bắt buộc dùng chữ quốc ngữ thay thế chữ Hán cho các công văn ở Nam Kỳ. 9 năm sau, thống đốc Nam Kỳ cũng ra một cái hẹn, đó là nội trong vòng 4 năm phải chuyển hẳn sang chữ quốc ngữ từ văn kiện cho đến nghị định vân vân. Như vậy thì các em đã vừa xem theo dõi một đoạn video thì các em có thể thấy rằng là quả thực là để hình thành nên chữ quốc ngữ thì phải bắt đầu từ thế kỷ thứ 17 sau khi mà các giáo sĩ muốn truyền bá đạo vào đất nước Việt Nam và mong muốn nếu như muốn cho tất cả người dân đều cảm nhận được thì phải có một thứ ngôn ngữ thống nhất trong cả quốc gia và dần dần chữ quốc ngữ ra đời. Và giờ đây thì chữ quốc ngữ đã trở thành văn tự chính thức để thay thế tất cả các chữ viết trước đây của dân của dân tộc Đại Việt. Chúng ta sẽ cùng sang phần 2 là phần luyện tập. Bài tập 1. nêu một số quan, một số điểm mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển chữ quốc ngữ. Chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau cơ bản nhất giữa chữ quốc ngữ và chữ Nôm. Chữ Nôm thì bài hôm trước chúng ta học rồi chắc chắn là học bài thực hành tiếng Việt hôm vừa trước và hôm nay chúng ta học chữ quốc ngữ thì chắc chắn kem đã phân biệt được sự khác nhau cơ bản của nó rồi. Một số những mốc quan trọng hình thành chữ quốc ngữ. Một là thế kỷ thứ 17. Các em qua các bạn xem video vừa rồi kem có thể hiểu được cách làm. Thì chữ quốc ngữ bắt đầu hình thành. Giai đoạn 2, cuối thế kỷ thứ 18, chữ quốc ngữ được chỉnh lý và ngày càng hoàn thiện, tức là sửa sang đấy và trong một khoảng thời gian rất là ngắn nhưng họ đã tạo được một cái hệ thống chữ quốc ngữ. Nhưng tất nhiên là cái chữ quốc ngữ ban đầu thì còn có rất nhiều những cái khuyết điểm hay còn gọi là nó chưa phát huy tối ưu uh, những cái âm, cách đọc và những cái phần ghép vần. Giai đoạn thứ ba, đó là cuối thế kỷ thứ 19, chữ quốc ngữ dần phổ biến ở Nam Kỳ. Năm 1865 thì xuất hiện tờ báo đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ. Năm 1878, thống đốc Nam Kỳ ký nghị định quy định bắt đầu từ năm 1882, tất cả văn bản hành chính lưu hành phải dùng chữ Quốc ngữ. Đấy là giai đoạn thứ ba. Sang đến giai đoạn thứ tư là đến thế kỷ 20. Năm 1918 thì chữ Quốc ngữ được sử dụng phổ biến trên phạm vi cả nước, dần thay thế chữ Hán và chữ Nôm và đến năm 1945 thì chữ Quốc ngữ có vị thế là văn tự chính thức của cả quốc gia. Như vậy thì cô đã hướng dẫn các em trả lời xong phần A về một số mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ. Điểm giống nhau và khác nhau giữa chữ Quốc ngữ và chữ Nôm. Thứ nhất là điểm giống nhau đều là văn tự ghi âm tiếng Việt và đều do người Việt sáng tạo ra. Đều là do người Việt sáng tạo ra. Hay còn gọi đây là tiếng mẹ đẻ em nhé. Điểm khác nhau cơ bản thì chữ nôm dựa theo ký hiệu văn tự Hán. Thế nên là chữ viết và âm đọc khác nhau dựa vào văn tự Hán. Tức là cái kiểu viết giống như tiếng Hán nhưng mà đọc thì lại khác tiếng Hán. Thì đấy là chữ nôm. Còn chữ quốc ngữ thì dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt. Chữ viết và cách đọc có sự tương ứng là trùng khớp nhau. Đấy, đấy là về à, điểm giống và khác nhau giữa chữ quốc ngữ và chữ nôm. À, cái chữ cái hiện nay người ta học gọi đó là chữ cái Latin. Thế còn chữ nôm thì nó hoàn toàn khác rồi. Hôm trước ta học chữ nôm, các em biết rồi. Chữ nôm là người Việt ta bắt chước cách viết của chữ Hán. Tuy nhiên là đọc phát âm theo cách khác Học tập theo cách viết của người Hán. Do đó mà chữ nôm ấy rất giống như cách viết của tiếng Hán. Rất giống cách viết tiếng Hán. Nhưng đọc thì lại khác tiếng Hán. Đấy là chữ nôm và chữ quốc ngữ. Chúng ta sang phần 2, bài 2. Theo em, việc chuyển đổi từ chữ nôm sang chữ quốc ngữ có tác động như thế nào đối với đời sống văn hóa xã hội của nước ta? Có tác động như thế nào đối với đời sống văn hóa tác động? Tác động thì các em biết là có thể có tác động tích cực, có thể có tác động tiêu cực. Các em thử xem xem là việc thay đổi từ chữ nôm sang chữ quốc ngữ thì sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực nhiều hơn. Ngày nay chúng ta đang sử dụng chữ quốc ngữ. Nếu ngày nay chúng ta không có hệ thống chữ quốc ngữ mà chúng ta cứ sử dụng chữ nôm thì quả thực chữ nôm là một thể chữ mà rất khó biết phải không nào? Cái tác động tích cực Chữ Quốc ngữ là cơ sở để tạo sự thống nhất chữ viết trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Chữ Quốc ngữ giúp cho việc viết và đọc tiếng Việt trở nên dễ dàng hơn, góp phần phát triển đời sống văn hóa kinh tế xã hội của đất nước. Như vậy thì chữ Quốc ngữ sự ra đời của chữ ngữ là một tất yếu lịch sử và điều đó đã tạo nên sự thống nhất về chữ viết trên toàn bộ lãnh thổ. Tác động tiêu cực Chữ quốc ngữ thay thế hoàn toàn Chữ Hán và chữ Nôm Khiến người đọc hiện đại Tức là chúng ta hiện nay Khó tiếp cận trực tiếp với di sản văn hóa Thời trung đại à, Tức là nếu như mà chúng ta không học về chữ Nôm Thì có lẽ là chúng ta sẽ không biết Chữ Nôm là chữ gì Đấy chính là một cái tác động tiêu cực Làm cho cái cội nguồn văn hóa Tức là một cái di sản văn hóa của thời đại Thì có lẽ là Người hiện đại ngày nay chúng ta sẽ hơi khó tiếp cận Đấy là tác động tiêu cực Xong bài 3 tìm một số ví dụ để cho thấy trong chữ quốc ngữ hiện nay có trường hợp một âm được viết bằng những con chữ khác nhau tương tự trường hợp của âm cờ được viết bằng ba con chữ à, k q cờ đấy ví dụ như vậy ví dụ như vậy nhé thì chúng ta có thể thấy uh, cho thấy chữ quốc ngữ hiện nay có một số âm uh, một một âm nhưng lại viết bằng các chữ khác nhau cô giáo lấy ví dụ đây âm g âm g được viết bằng g đơn hoặc g ghép ví dụ như con gà cái ghế đấy được viết bằng g đơn hoặc g ghép âm giờ được viết bằng gd hoặc g đấy hoặc thậm chí r đấy ví dụ như là dòng nước cơn gió âm ng được viết là ng đơn hoặc ng ghép ví dụ như là ngôi sao hay là ngông nghênh ngoài những từ đại ra này còn có nhiều từ khác kem có thể lấy thêm các cái ví dụ để chúng ta có thể tìm hiểu Ta sang bài 4 Trao đổi về những lỗi chính tả thường gặp Và thử xác định lý do của việc mắc những lỗi chính tả đó Trao đổi về lỗi chính tả thường gặp Và thử xác định lý do của việc mắc lỗi chính tả đó Những lỗi chính tả thường gặp Thực chất thì khi mà Thầy cô chấm bài thì chúng ta cô thấy là Rất nhiều em học sinh Đó là viết sai chính tả Thế và cái sai chính tả đó là do gì Thứ nhất là do Không phân biệt được Một âm thì ghi bằng các chữ khác nhau Ví dụ như chữ giới ấy Chữ giờ thì khi thì viết bằng da như là làm da. Khi thì viết là da di, là gia vị, gia đình. Hoặc chữ dấu cũng thế. Dấu ấn thì viết dê đê. Cất dấu thì lại viết di. Tức là khi mà một âm nhưng mà ghi bằng các chữ khác nhau mà học sinh không phân biệt được thì dẫn đến đây là sai lỗi chính tả. Người ta thường gọi là sai lỗi chính tả. Thứ hai, lỗi do phát âm ở địa phương không chính xác. Phát âm ở đây thì ví dụ chữ R R các em phải quấn lưỡi Ví dụ rời, rời bỏ và rời đi hai tự khác nhau gieo trồng và reo vui là khác nhau Ròng sông và sông hơi là khác nhau ngoài ra thì no trong từ ăn no và lo trong từ lo âu à, cái chữ âm l và âm n âm l và âm n nhiều địa phương là học sinh không phân biệt được âm l và âm n Đấy. nên là kem âm lo 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 âu kem cũng phát âm là no âu đất nước thì kem phát âm là đất nước đôi khi là do cái phát âm ở địa phương không chính xác lỗi thứ ba là lỗi không nắm được quy tắc viết chính tả ví dụ cái kéo Bắp ngô ghê gớm cái kéo kéo là viết viết ca ngô ngô trong trường này viết ngờ đơn ghê gớm chữ ghê thì phải viết gờ ghép chữ gớm thì phải viết gờ đơn thì không nắm được quy tắc viết chính tả và cái thứ tư là lỗi do không phân biệt được một âm hoặc lỗi do không cẩn thận khi viết văn nói chung là sẽ có rất nhiều những cái lỗi chính tả khác nhau thì qua bài học này thì chúng ta đã nhận ra được một số những cái lỗi cơ bản như vậy và nếu bạn nào mà còn hay mắc những lỗi này thì chúng ta cần cũng phải xem lại phần chính tả à, xem lại cái quy tắc ghép âm ghép vần để từ đó chúng ta có cách viết thật đúng đắn nhất để đảm bảo được cái sự trong sáng của tiếng Việt kem nhé. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Rất cảm ơn kem đã chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại kem.